Sao băng diệu kỳ. Cho tôi một gói xôi xéo 5.000. Minh đi học đi con, mẹ làm một mình được rồi. Không sao đâu mẹ, để con giúp mẹ. Cổng trường ngay đây rồi, con chạy nhanh ấy mà. Con trai ngoan quá, giúp chị nha. Cảm ơn bác, cháu được cái thích giúp mẹ lắm mà. Con vào lớp đây mẹ ơi. Con chào mẹ. Ừ, con đi nhé, học vui nha con. Kém quá, giá nếp ngon lại tăng, nên cứ khoản này chồng chéo lên khoản khác. Thôi được rồi, nể tình cô ở nhà tôi cũng lâu rồi, cho cô hoãn đến cuối tháng để nha. Thôi à, tôi về đây. Con về sớm thế? Vẫn như mọi ngày mà mẹ. Ừ, hôm nay đầu óc mẹ như trên mây vậy. Thôi rồi, mẹ chưa nấu cơm trưa nữa, con chờ mẹ một lát nhé, mẹ sẽ nấu xong ngay thôi. Mẹ ơi, không sao đâu mẹ, sáng mẹ còn xôi không? Con ăn xôi cũng được mà. Thôi, sáng con đã ăn xôi rồi mà, ăn xôi suốt nóng ruột lắm, để mẹ đi nấu cơm cho con ăn. Mẹ ơi, xôi mẹ nấu ngon nhất quả đất luôn, ăn mãi không thấy chán. Con trai ngoan của mẹ. Mẹ Minh ơi, ngày mai mẹ Minh bán sớm, cho lớp mua mang đi ăn sáng nha. Ờ, lớp đi đâu thế mẹ Bình? Chị không biết à, mai các con đi tham quan một ngày một đêm ở rừng quốc gia mà. Thế mình không nói gì với chị à? Ờ, thế bây giờ đóng tiền có kịp nữa không vậy mẹ Bình? Chốt xong danh sách xe rồi mà. Ờ, vậy thôi à, tôi đi nha. Lạ thật, sao thằng bé không nói gì với mình nhỉ? Mình à, con đang học đấy à? Vâng ạ. Mẹ cần con giúp gì ạ? À? Mẹ ơi, mẹ làm sao thế ạ? Minh này, sao con lại giấu mẹ chuyện đi tham quan thế? Mẹ ơi, phải đóng những 300 ngàn bằng mấy ngày bán xôi của mẹ. Thà để tiền ấy thêm vào đóng tiền nhà còn hơn. Làm sao con biết chuyện đấy? Minh ơi là Minh, mẹ xoay sở được mà con. Tiền tiết kiệm đấy là để cho con. Mẹ nhất quyết không dùng đến, mẹ lo được. Ngày mai các bạn đi tham quan rồi, mẹ không kịp đóng tiền. Mẹ xin lỗi Minh nhé. Mẹ ơi, con có ý này, hay bây giờ mẹ con mình đi tham quan đi. Đi tham quan bây giờ ư? Là thế nào, mẹ không hiểu. Mẹ có tấm bạc nào không ạ? À? Với cả hai cái gậy dài, mẹ chuẩn bị cho con thêm 4 cái cọc và ít dây thừng nhỏ mẹ nhé. Con xuống bếp một lát. Mẹ à, mình sẽ cắm trại ở khoảnh đất trước sân nha. Ờ, cắm trại ư? Nhưng mà... Đi đi mẹ, sẽ vui lắm. Chà, đẹp đấy con trai. Ở trường dạy dựng trại đấy mẹ ạ. À, không cắm trại với các bạn, cắm trại cùng mẹ cũng được mà. Mẹ nhìn xem, còn có cả thức ăn này, y như đi cắm trại thật luôn ý. Mẹ ăn đi, lát nữa còn ngồi đợi sao băng nữa mẹ ạ. À, sao băng ư? Đêm nào cũng có sao băng à con? Con thấy trên tivi, mỗi khi có cảnh một nhóm bạn đi du lịch cắm trại dã ngoại, thế nào cũng thấy sao băng mẹ ạ. À, mẹ chuẩn bị điều ước đi. Con trai của mẹ, mẹ chỉ mong con luôn mạnh khỏe, vui tươi, hồn nhiên như bây giờ thôi. Cảm ơn con đã luôn nghĩ cho mẹ, thương mẹ. Mẹ có thấy chòm sao cong cong kia không? Là sao thần nông đấy, trông như một lão nông đang khom lưng ấy. Mình giỏi thật đấy, bây giờ thì mẹ mới biết. Mẹ ơi, đây là chuyến dã ngoại tuyệt vời nhất của con mẹ ạ. À, chỉ cần có mẹ thôi, ở đâu cũng vui hết. Tính đường dài.
Mẹ ơi, con về rồi. Có chuyện gì vậy mẹ? Công ty của ba con đang trên bờ vực phá sản. Chúng ta đã thế chấp cả căn biệt thự này. Thưa thầy, thầy có chuyện muốn gặp em. Có chuyện gì vậy, Alex? Em đã bỏ học suốt một tháng vừa qua. Thành tích học tập của em đang rất tốt. Chỉ còn nửa năm nữa là em ra trường rồi. Thế mà như vậy á, sớm muộn cũng phải đình chỉ thôi. Thưa thầy, em cũng không muốn vậy. Nhưng gia đình em chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh khó khăn như bây giờ. Ngay cả tiền học phí em cũng rất khó khăn. Em không thể chuyên tâm học tập được, thưa thầy. Phải có cách gì thuyết phục cậu học trò này nhỉ? Phải rồi, em có bận lắm không? Hai thầy trò mình đi siêu thị Walmart ở đường Gorges. Chúng ta cùng đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện nha. Nhưng từ đây tới đó gần 5 cây số thưa thầy. Làm gì tới, đi được mà. Trời ơi, xa lắm đó thầy. Làm gì mà xa, bà ta cứ đi đến công viên nhỏ ở đằng trước. Nếu mệt á, thì mình bắt taxi. Alex, em mệt hả? Dạ, không thưa thầy. Vậy thì đi nhanh nào. Em đã từng làm thêm một việc gì đó như bán báo dạo hay dắt sữa bò bao giờ chưa? Dạ chưa ạ. Trước kia hoàn cảnh nhà em cũng không đến nỗi quá khó khăn nên em không phải làm những việc như vậy. Đã có không ít doanh nhân thành đạt đi lên từ những việc ban đầu như thế. Thầy nói vậy có gợi nhớ cho em đến một ai đó không? Alex, đi tiếp nào. Ở nước Mỹ này có quá nhiều những doanh nhân thành đạt thưa thầy. Thầy nhớ là em học rất tốt môn kinh tế mà. Vậy thầy cho em một gợi ý nha. Có một người, ông ấy xuất thân từ trường đại học Missouri với số tiền khởi nghiệp là 5.000 USD. Chỉ với 5.000 USD thôi sao thầy? Ừ. Mà chỉ còn chút nữa là tới rừng bách thú ở công viên trung tâm nhỉ. Ở đó có một con voi mà thầy thường đến cho nó ăn suốt từ thời còn nhỏ. Thầy trò mình đến đó xem dạo này nó thế nào. Tới đó thầy sẽ kể tiếp về ông ta. Tất nhiên là 5.000 USD thì không thể. Ông ấy đã vay bố vợ thêm 20.000 USD nữa để mạnh dạn đầu tư. Vậy ông ấy khởi nghiệp từ ngành kinh doanh nào ạ? Cứ đi tiếp nào, rồi dần dần thầy sẽ cho em biết. Ồ, thầy nhìn kìa, đã đến siêu thị Walmart rồi. Không thể tin được, chúng ta đã đi bộ những 5 cây số. Đường đi đâu có xa phải không? Vị doanh nhân thầy đang nói chính là người chủ siêu thị này, ông Sam Walton. Nhưng thật ra câu chuyện ấy không quan trọng. Cái chính là thầy muốn em có hứng thú đi cùng thầy đến đây. Thoạt đầu là đến công viên, sau tới nhà hát, sau nữa đến rừng bách thú, và cuối cùng là đến đây. Em có nhận ra mình vừa nhận được một quy tắc vàng không? Một quy tắc vàng ư? Đúng vậy, nghe 5 cây số ai chẳng ngại, nhưng thầy trò mình vẫn đến được đó thôi. Trước hoàn cảnh khó khăn, em cứ lo lắng, buồn rầu về những điều còn quá xa mà quên rằng cần tập trung vào điều cần giải quyết ngay trước mắt. Chúng ta trước tiên hãy nghĩ đến cái gì đó gần nhất, và như vậy chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua, rồi sau đó mới chinh phục được chặng đường dài và dài hơn nữa. Thầy sẽ nói với nhà trường tạo điều kiện cho em vay học phí trong nửa năm tới. Điều em cần làm ngay lúc này là tập trung vào việc học tập để tiếp tục hoàn thành giấc mơ của ba mẹ và của em. Rồi khi hoàn cảnh khá hơn, sớm muộn mọi vấn đề còn lại sẽ dần dần được giải quyết. Em cảm ơn thầy. Nỗi buồn đêm Giáng sinh. Trong một đêm Giáng sinh thừa thải, giá lạnh và thiếu vắng hơi ấm, sự ra đi của cô bé bán diêm đã để lại bao điều day dứt. Ai là người đã thật sự lấy mạng em? Là thần chết hay là một kẻ nào khác? Ngươi là thần chết tập sự, có thành tích học tập tốt nhất khóa. Hôm nay sẽ là bài sát hạch cuối cùng trước khi ngươi tốt nghiệp. Vâng, tôi sẽ làm gì thưa thầy? Lạnh lùng và lạnh lùng. Ngươi sẽ tốt nghiệp khi đạt đến cảnh giới cao nhất của sự lãnh đạm. Trong đêm Giáng sinh, sẽ có một người phải lìa đời. Ngươi sẽ chứng kiến từ đầu tới cuối sự việc, sau đó mang giao linh hồn của họ cho thiên sứ hoặc quỷ dữ. Vâng, tôi sẽ làm được thưa thầy. Người tuyệt đối không được động lòng can thiệp vào sự sống, cái chết của con người.
Khi nào linh hồn của họ bước ra khỏi thân xác, khi ấy công việc của ngươi mới bắt đầu. Vâng, tôi đã rõ, thưa thầy. Được, bây giờ ta sẽ đi hướng dẫn những học viên khác. Hãy nhớ lời ta dặn, tuyệt nhiên không can thiệp vào những chuyện ngươi sắp thấy. Đây là người mà ta sẽ tiễn về bên kia thế giới sao? Một cô bé nhỏ xíu và lương thiện sẽ phải lìa đời trong đêm Thiên Chúa Giáng sinh. Bài tốt nghiệp này đúng là quá sức lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng mình sẽ làm được. Thần chết cần một cõi lòng băng giá. Tên quản lý nhà hàng kia sao lại mạnh tay với cô bé như vậy? Hắn ta không có con, có em hay có cháu gái sao? Sao cậu ném giày của tôi? Thằng bé kia sinh ra trong gia đình thượng lưu. Nó không hiểu được nỗi khổ mưu sinh của một cô bé bán diêm giữa trời đông giá rét. Tạo hóa thật trớ trêu. Cô bé là một vật thể là lạc lõng trong đêm Giáng sinh của thế giới này. Có những kẻ quá dư thừa no ấm, lại có những người đói rét đến tận cùng. Đã tới lúc ta phải đưa cô bé đi rồi. Một cô bé tội nghiệp như thế này chắc chắn sẽ được cùng thiên sứ đi lên thiên đường. Nhưng không biết quãng thời gian sống trên đời này em đã một lần nào được hưởng hạnh phúc. Mình lạnh và đói quá, ước gì... Không. Không, cô bé lương thiện này không đáng phải chết trong đêm Giáng sinh. Ta phải thay đổi sự bất công này. Đừng đánh con, hôm nay con không bán được bao diêm nào cả. Không, cô bé, ta không thể để em ra đi một cách khổ sở như thế này. Ta... Việc ngươi phá vỡ luật lệ, chấp nhận bị đánh trượt tốt nghiệp cũng không cứu được cô bé bán diêm tội nghiệp. Cô bé ấy qua đời không phải bởi sự lạnh lùng của thần chết, mà chính bởi sự lạnh lẽo của những trái tim con người. Chẳng có lấy một ai thương xót hay cứu vớt cô gái bé nhỏ này, thì thế giới không có tình người. Cho dù phép thuật của ngươi có tới đâu cũng không thay đổi được điều gì. Nhớ kỹ đi, cho kỳ thi lại lần sau. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!